Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có chỉ đạo về công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023. Trong đó có yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban và nêu 7 khoản không được thu. Theo đó, thì 7 khoản mà phụ huynh không được thu bao gồm có bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh trường lớp học, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường lớp học, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Việc thu chi của ban được yêu cầu phải công khai, dân chủ, có báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và trường. Ngoài các khoản thu theo quy định, các cơ sở giáo dục công lập không được thu thêm bất kỳ khoản nào khác, không được lợi dụng danh nghĩa cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Sở cũng lưu ý các cơ sở giáo dục tuyệt đối không giao cho giáo viên trực tiếp thu hay là chi tiền. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về các khoản thu sai quy định.